Xin chào, rất vui khi đã được gặp lại các bạn tại channel của mình. Trong thế giới anime có rất nhiều những nhân vật sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. Thế nhưng không phải là nhìn cơ bắp sáu múi hay vẻ bề ngoài to lớn mới có thể đánh giá được sức mạnh của họ. Còn có những nhân vật nhìn ngu ngơ nhưng lại có một sức mạnh siêu to khổng lồ. Thậm chí còn có người chỉ cần búng tay một cái là mất vài cái thiên hà như Thanos vậy. Dưới đây chỉ là 10 nhân vật chứng minh cho điều đó. Mặc dù bề ngoài nhỏ bé và ốm yếu, nhưng thực chất họ lại là những người cực kỳ nguy hiểm, chứa đựng bên trong những sức mạnh huyền thoại. Hôm nay chúng ta hãy cùng Bi Huỳnh Senpai tìm hiểu về top 10 nhân vật anime nhỏ bé và yếu đuối nhưng lại sở hữu sức mạnh huyền thoại. Virus bơi tung tăng khiến cho smartphone còn chậm hơn cả robot, chơi game thì giật lắc tung trời tung đất. Anh em đang gặp phải những vấn đề trên mà không biết phải giải quyết như thế nào. Đừng lo, một khi đã có Note Security thì mọi vấn đề nhức nhối trên đều sẽ được thổi bay ngay tức khắc. Đầu tiên, anh em hãy truy cập vào ứng dụng CH Play hoặc App Store và gõ Note Security ở mục tìm kiếm để có thể tải về. Note Security là ứng dụng diệt và quét virus toàn diện dành cho điện thoại, với tính năng bảo vệ điện thoại khỏi vô vàn phần mềm độc hại bao gồm virus, mã độc, lừa đảo trực tuyến, vân vân. Tính năng thứ hai là chặn thông báo hiệu quả. Anh em có thể sử dụng tính năng này để chặn và xóa thông báo rác. Và cuối cùng chính là khả năng tăng tốc game, giúp cho anh em có được trải nghiệm tốt nhất khi đang trên hành trình cày cuốc lên top thách đấu như Bi Huỳnh. Note Security, phần mềm bảo vệ điện thoại số 1. Mở hàng cho danh sách này là Tony Chopper, hay còn được gọi là kẻ yêu kẹo bông trong series nổi tiếng đình đám One Piece. Chopper là bác sĩ của băng hải tặc mũ rơm, đồng thời cũng là thành viên thứ 6 của băng, 6 trong mình trả quỷ Hitohito hệ Doan. Chopper nguyên gốc là một chú toàn lộc mũi xanh, quê ở đảo Rum ở Grand Line. Do trả quỷ này mà Chopper đã biến thành con người và có được những sức mạnh vượt trội. Tuy chỉ bị truy nã có vỏn vẹn 100 berry, nhưng với vẻ ngoài dễ thương nên Chopper thường bị lầm tưởng là thú cưng của băng. Nhưng với sức mạnh của Chopper thì có lẽ bất cứ ai cũng phải nể phục. Nhờ vào Rumble Ball, Chopper có tới 7 dạng tiến hóa khác nhau và mỗi dạng tiến hóa lại có sức mạnh đặc biệt riêng, biến anh trở thành một con quái vật thực sự trong băng mũ rơm. Sức mạnh của cha Hitohito đã được Chopper sử dụng với nhiều hình thức khác nhau, hầu hết dùng nó cho việc trao đổi và thấu hiểu những gì mà người thường nói. Cậu có thể giao tiếp với con người thoải mái ngay cả khi ở hình dạng tuần lộc của mình. Cùng với tác dụng của thuốc Rumble Ball mà cậu tự chế tạo, sức mạnh của Chopper đã được đẩy lên và phát triển tới một mức cao nhất. Cậu có thể mở rộng khả năng sử dụng năng lượng trái cây ác quỷ của mình mà các người dùng trái ác quỷ hệ động vật khác không thể làm được. Vị trí tiếp theo là Chami Babison từ series Black Clover. Chắc hẳn không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người thường đánh giá thấp Chami bởi vì cô chủ yếu xuất hiện với một khuôn mặt phiên bản chibi không thể ngây thơ hơn, đi kèm với đó là những cử chỉ đáng yêu. Tuy ban đầu Chami là một người rất vui vẻ và vô tư, thế nhưng thái độ của cô sẽ thay đổi 100% khi đồng đội và thức ăn của mình bị đe dọa. Từ một người tham ăn lười biếng, cô sẽ biến thành một pháp sư cực kỳ đáng sợ với sức mạnh ma thuật ấn tượng. Với phép thuật của mình, Chami có thể chói đối thủ cho dù họ có mạnh cỡ nào đi chăng nữa. Còn khi tấn công, cô có thể triệu tập một ram khổng lồ đủ mạnh để hạ gục đối thủ trong chưa đầy 3 đòn. Đặc biệt gần đây, Chami còn phát triển một khả năng mới cho phép bản thân cô có thể nuốt chửng lượng ma thuật của đối thủ và biến nó thành của mình. Quả là một kỹ năng bá đạo phải không nào? Ở vị trí thứ 3 là Killua Zodic, là một thành viên của gia đình Zodic. Killua là một sát thủ tài ba với tiềm năng đáng kinh ngạc. Trong phần lớn thời thơ ấu, Killua đã bị chính gia đình huấn luyện và tra tấn rất nhiều với mục đích biến anh trở thành sát thủ cuối cùng. Kết quả của những buổi tập luyện này là mặc dù còn trẻ và nhìn mảnh mai yếu đuối thế, nhưng thực chất cơ thể anh gần như là siêu phàm, bất khả chiến bại. Trước khi biết niệm thì Killua đã có thể di chuyển đủ nhanh để tạo ra các hình ảnh sau, hay nâng ít nhất 16 tấn, mài móng tay thành móng vuốt, cũng như xé toạc trái tim của một người đàn ông khỏi ngực chỉ trong chớp nhoáng. Kể từ khi thành thạo niệm thì sức mạnh vật lý của Killua đã tăng lên một cách vượt bậc. Anh cũng đã học cách biến hào quang của mình thành điện. Với sức mạnh từ khả năng Ghost Speed của mình, Killua được xem là một trong những nhân vật có tốc độ nhanh nhất trong Hunter x Hunter. Ở vị trí thứ 4 là Kana Kamui trong bộ anime Cô Nàng Hầu Gái của Kobayashi Yasi. Trong khi Kana có vẻ ngoài như là một cô gái xinh đẹp và yếu đuối, nhưng hình dạng thực sự của cô thì lại là một con rồng vô cùng bá đạo. Mặc dù tính cách của cô nàng khá giống như một đứa trẻ, tuy nhiên khả năng thể chất của Kana lại vượt xa mọi thứ mà anh em có thể tưởng tượng ra được đó. Thật vậy, ngay cả khi ở dạng người, Kana cũng sở hữu sức mạnh và sự nhanh nhẹn siêu phàm. Cô có thể di chuyển nhanh đến mức mà người thường không thể nhìn thấy được, hoặc nhảy đủ cao để chạm vào những đám mây. Cô cũng có thể phóng điện dưới dạng chùm sáng tập trung. Khi năng lượng thấp, Kana có thể nạp lại năng lượng bằng cách cắm đuôi vào ổ sạc, chắc cách gì một cục sạc đa năng là mấy. Ở vị trí thứ 5 là Rimuru Tempest trong series Tensei Shirata Slam Dataken. Sau khi chết, Satoru Mikami được tái sinh vào một thế giới mới với tư cách là một con Slam tên Rimuru Tempest. Tuy nhiên, không giống như những con quái vật Slam thông thường, Rimuru lại sở hữu một bộ kỹ năng độc đáo có 102.
Với sức mạnh của kỹ năng tham ăn, Rimuru có thể tiêu thụ các vật liệu hữu cơ và vô cơ và lưu trữ chúng bên trong bản thân, cũng như tái tạo xuất hiện những sinh vật mà anh đã hấp thụ. Sau đó, Rimuru sẽ phân tích các thuộc tính và kỹ năng của họ, rồi hấp thụ chúng để gia tăng sức mạnh của chính mình trong quá trình này. Nhờ vật Daikenza, tức là đại hiền giả, anh có thể lưu trữ và tìm hiểu thông tin của hầu hết mọi loại phép thuật với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cùng với sức mạnh của mình, Rimuru đã tiến hóa thành một con quỷ vô song và trở thành người thống trị của liên đoàn Tempest Lura. Tiếp theo là Shigeo Kageyama, có biệt danh là Mob, là nhân vật chính của series Mob và Psycho 100. Mặc dù nhìn Shigeo trông giống như học sinh trung bình bình thường, thậm chí là với hình dáng thể chất yếu ớt, cho dù đã gia nhập câu lạc bộ tăng cường thể chất, nhưng cậu vẫn có thể lược dưới mức trung bình so với những cậu bạn cùng tuổi. Thế nhưng, cậu thực chất là một siêu năng lực gia, có khả năng tâm linh cực kỳ to lớn. Khi chỉ số cảm xúc đạt đến 100, cậu sẽ giải phóng sức mạnh của mình với sức công phá khủng khiếp. Vì thế nên Mob luôn phải kiềm chế bản thân, cậu trở nên vô cảm, trống rỗng, không biết bản thân mình thích gì. Đó cũng chính là lý do cậu khó hòa đồng với bầu không khí, xã hội xung quanh mình. Ở vị trí tiếp theo là Escanor, là một thành viên của Thất Hệ Tội và được biết đến như là tội đồ của sự kiêu ngạo. Anh nổi tiếng vì đã sở hữu được đặc ân Thái Dương của nữ thần tối cao. Giống như sức mạnh, ngoại hình và tính cách của Escanor cũng thay đổi rất nhiều trong ngày. Vào ban đêm, anh trở thành một người hiền lành và yếu đuối. Nhưng vào ban ngày, Escanor lại trở nên kiêu ngạo đúng như tội lỗi của anh. Đồng thời trong thời điểm này, Escanor cũng tự phán xét và hành quyết những người mà anh cho là có tội, tự cho bản thân mình là người đứng trên mọi tộc, là thành viên mạnh nhất của Thất Hệ Tội. Như đã nói, sức mạnh của Escanor ở thời điểm giữa trưa, đỉnh điểm là 12 giờ là vô cùng to lớn. Có nhiều người còn cho rằng Escanor thậm chí không còn là con người nữa. Ngay cả Meliodas, đội trưởng của Thất Đại Tội cũng thừa nhận Escanor vô cùng mạnh mẽ, được cho là bất khả chiến bại ở thời điểm này. Ở vị trí tiếp theo là Kremchan của series Dị Thế Ma Vương. Khi nghĩ về một chú quỷ thì có lẽ điều đầu tiên chúng ta sẽ tưởng tượng đó là một thứ gì đó rất kinh khủng, một ác quỷ quái dị xấu xí, luôn có ý định hại người. Tuy nhiên, Krem hoàn toàn trái ngược với điều đó. Mặc dù là một chú quỷ, nhưng cô lại xuất hiện dưới hình dạng của một cô bé vô cùng dễ thương và chỉ thích thú với việc thỏa mãn chiếc răng ngọt ngào của mình, hơn là đi gây ra sự hủy diệt trên các chủng tộc khác. Tuy nhiên, nếu những người mà cô quan tâm gặp nguy hiểm, Krem sẽ thức tỉnh hình dạng thật của mình. Ở trong trạng thái này, cô sở hữu sức mạnh ma thuật vô hạn và có thể vượt qua mọi phong thủ, có thể hủy diệt cả một quốc gia trong nháy mắt. Ngay cả những phép thuật phong thủ của Diablo, thanh niên được cho là hack game, cũng vô dụng trước sức mạnh áp đảo của cô nàng chúa quỷ này. Và nhân vật kế cuối là Arelie Norimaki. Mặc dù cô là nhân vật chính trong Dr. Slump, nhưng Arelie cũng là gương mặt thường xuyên của Dragon Ball. Cô bé nổi bật về tính cách ngây thơ với số tội cùng với sức mạnh phi thường. Arelie rất ngây thơ và ham chơi đúng với độ tuổi của mình. Cô bé thường không phân biệt được việc xấu việc tốt, người ngay kẻ gian, chỉ cần vui là cô sẽ đi theo. Tuy nhiên, kết cục của những kẻ xấu muốn hãm hại cô bé thường sẽ thảm hại về sức mạnh kinh khủng của cô. Arelie có tốc độ cực kỳ khủng khiếp, có thể di chuyển từ trái đất đến sao thổ trong vài giây, hay chạy quanh trái đất nhiều vòng trong thời gian ngắn, bật nhảy từ sao hỏa đến sao kim với một cú dậm chân duy nhất. Cô bé còn cực khỏe, có thể dễ dàng nâng 100 tấn, đấm nứt trái đất, hay thậm chí là ném đá hủy diệt mặt trăng chẳng hạn. Trong Dragon Ball Super, Arelie dễ dàng đánh bại Vegeta và thậm chí còn chiến đấu với Goku dưới dạng Super Saiyan Blue. Và nhân vật cuối cùng chính là Grand Zeno. Dragon Ball Super đã giới thiệu cho khán giả đến một nhân vật mạnh nhất từ trước đến nay, đó chính là Grand Zeno. Zeno chính là đấng sáng thế, vua của 12 vũ trụ và là người đã phá hủy 6 vũ trụ khác. Zeno là nhân vật có hình dạng giống con người và rất nhỏ. Khuôn mặt của ông khá biểu cảm và có phần hơi ngố ngố. Zeno có phần rất giống với trẻ con. Ông được miêu tả là khá hài hước, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ của mình thì lại cực kỳ nghiêm túc và không bao giờ có tư tưởng thiên vị ai trong tất cả 12 vũ trụ. Tuy nhiên, trái với vẻ bề ngoài bé nhỏ của mình thì Zeno được coi là nhân vật mạnh nhất trong Dragon Ball và sức mạnh thực sự của ông thì không ai biết cả. Beerus nói rằng ông không bao giờ tham chiến và Zeno sở sức mạnh vô biên. Whis cũng nói thêm rằng không ai trên thế giới này mạnh hơn Zeno vì ông sẽ là người sau cùng loại bỏ bất cứ điều gì, từ cá nhân, các hành tinh, thiên hà đến toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần Zeno cảm thấy thích thì ông có thể loại bỏ toàn bộ 12 vũ trụ chỉ trong một cái búng tay chẳng hạn. Nani? Vừa rồi, chúng ta vừa tìm hiểu về top 10 nhân vật nhỏ con như sở hữu sức mạnh huyền thoại dựa theo một số trang báo trong và ngoài nước khác. Các bạn thấy sao? Chúng mình có tổng hợp đủ hết không? Có còn thiếu chi tiết nào nữa hay không?
hãy để lại ý kiến ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một like, share. Còn nếu thích cả tớ, người đang đọc video thì hãy đăng ký kênh cùng nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.